Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Lam VN. Hôm nay mình sẽ review cho bạn cái món bún năm chấm nè. Cái món này nó bắt nguồn từ đâu nha. Đấy, các bạn thấy không? Trời ơi, nó bún này ăn với nhiều loại rau thơm, tất cả các loại rau thơm. Nói chung là bún này nước lèo nó hòa quyện với cá và mắm. Bún đặc biệt là dùng với nêm dùng với muối ớt nha các bạn. Đó. Thấy không, cái chén muối ớt hoành tráng ghê không, siêu cay luôn á. Nó muốn ăn thì nặng thêm miếng chanh vào. Đấy, các bạn thấy muốn bún rất hấp dẫn không? Món bún này nó bắt nguồn từ Campuchia nha các bạn. Bún này có tên gọi là bún năm chóc. Đó, rau càng nhiều thì ăn càng ngon. Nhiều người cũng chưa biết cái món bún này lắm nha. Món bún này nhìn vô là chỉ có bún rau thôi, chứ không thấy cá thịt gì hết. Đó, một miếng muối vô. Đó, nêm nếm như muối thôi, chứ không có nước mắm, nước tương vậy nha các bạn. Đó, một miếng ớt vào nữa. Mình thích ăn cay nên mình đẩy ớt nhiều. Bây giờ bắt đầu trộn lên thôi. Miếng chanh vô nữa nè. Đó. Nhìn hấp dẫn luôn các bạn, thấy không? Rau không đó. Rau ăn đẹp vô da mà da tôi nhìn thấy ghê. Vì cục đen thui. Ăn cảnh cho các bạn xem nè. Không có thịt, không có cá gì á, tại vì cá là người ta xay nhuyễn hòa quyện vào nước lèo rồi. Mà chỉ cần trộn rau thôi. Rau cũng có bông súng nè. Đậu đũa nè. Bắp chuối nè. Giá đổ nè. Tất cả các loại rau thơm nè. Rồi cứ trộn vô hòa quyện vô là dứt thôi. Thấy hấp dẫn ha. Chung dân ở quê mình thì họ thích ăn cái món này lắm. Món này ăn là rất tốt cho sức khỏe, mà phải nhiều loại rau tốt cho sức khỏe. Ăn như heo. Hết rồi, giờ chuẩn bị tính tiền về thôi. Tô này chỉ giá có 18.000 thôi nha các bạn, chỉ có 18.000 thôi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.